khi tổ chức cánh tay nối dài đói ăn, ăn thịt cả giai cấp ưu tú của Đảng. Theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp sum họp gia đình và nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Người lao động, đặc biệt là giới công nhân cũng mong muốn như vậy. Được biết, Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, do tình hình kinh tế khó khăn khiến rất nhiều công nhân xa quê phải ở lại thành phố, chứ không thể về nhà ăn Tết như những năm trước đây. Vì sao công nhân từ chối nhận quà Tết? Báo Tuổi Trẻ vào ngày 24 tháng 1 có bản tin với tựa đề Vì sao công nhân từ chối nhận quà Tết? Bản tin đã khiến nhiều người ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao trong lúc kinh tế khó khăn, vậy mà có quà Tết nhưng công nhân không chịu nhận. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết khi hay tin được nhận phần tiền hỗ trợ Tết từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động có hoàn cảnh khó khăn rất mừng. Tuy nhiên, để nhận được khoản hỗ trợ này, người lao động phải thực hiện một số thủ tục rất khó khăn. Lãnh đạo không ít doanh nghiệp cho rằng hình thức hỗ trợ quá nhiều khê nên thẳng thừng từ chối nhận, mà nhìn chung họ chỉ muốn nhận tiền thưởng bằng tiền mặt. Người Việt Nam có câu của cho không bằng cách cho, với hàm ý cả người cho và người nhận đều không chỉ chú ý đến giá trị vật chất của món quà, mà quan trọng hơn là tấm lòng của người cho, thể hiện qua thái độ cho quà. Qua tìm hiểu, một số công nhân và lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay Công đoàn Việt Nam đã có gói hỗ trợ 500 tỷ đồng với giá trị 500.000 đồng mỗi người chuyển vào tài khoản cá nhân của các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn có một thẻ giá trị giá 300.000 đồng mỗi người tặng thêm cho công nhân khó khăn. Tuy nhiên, Báo Tuổi Trẻ cho biết những năm trước đây, tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn được chuyển thẳng vào tài khoản đã có sẵn của công nhân. Nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công nhân phải mở tài khoản mới của công ty tài chính HD Sizer do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt tay đứng ra làm trung gian giới thiệu hợp tác thì mới nhận được tiền, kèm theo điều kiện bắt buộc công nhân phải dùng 300.000 đồng đó để mua hàng hóa trên sàn thương mại điện tử Shopee và Tiki. Nhưng theo Báo Tuổi Trẻ, sàn thương mại ấy đâu có bán thịt, trứng để ăn trong mấy ngày Tết. Công nhân và gia đình tháo chạy khỏi các thành phố trong đại dịch Covid-19. Vẫn theo Thời báo Tuổi Trẻ, sau khi mua hàng, giao dịch xong, người lao động có thể hủy thẻ, còn trường hợp xài hơn số tiền đã được hỗ trợ 300.000 đồng, nếu người lao động rút tiền mặt thì bị tính lãi. Trên mạng xã hội lập tức dậy sóng trước một chủ trương rất khó hiểu, được cho là cố ý ăn không trừ thứ gì của công nhân, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công nhân đặt câu hỏi, tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn trong dịp Tết là tiền của ngân sách nhà nước chi cho công nhân trong dịp Tết. Tổng Liên đoàn Lao động chỉ có nhiệm vụ phân phối theo quy định. Tại sao phải lòng vòng đem quyền lợi của công nhân cho các tổ chức tín dụng, các mạng thương mại điện tử mà sâu xé? Chưa hết, trên mạng có người còn phát hiện ra trò cố ý lừa đảo khiến công nhân không dám nhận tiền, đó là nhưng cái này hậu mới là ngán này. Sau khi xài hết 300.000 thì dư nợ mỗi tài khoản của công nhân tại công ty tài chính HD đã có sẵn 5 triệu đồng. Ai hăm hố mà xài lố vô là lãi mẹ đẻ lãi con, đổ nợ như trời. Chưa kể, thông tin cá nhân của họ còn bị công ty tài chính thu thập được. Dư luận cho rằng, rõ ràng Tổng Liên đoàn Lao động cho công nhân được 300.000 đồng, nhưng họ lại giăng bẫy cho công nhân một cái bẫy nợ. Nếu lỡ sa chân vào bẫy nợ kiểu đó thì càng lắm, nên đa số các công nhân không dám nhận quà cho lành. Cựu nhà báo Linh Hoàng của Báo Tuổi Trẻ viết trên trang Facebook cá nhân một status với tiêu đề "Lạy các ông đừng bẫy nợ công nhân bằng quà Tết". Tác giả cho biết, tin từ Báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty Sóc Trăng đề nghị không nêu tên nói ông rất cảm kích việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi công nhân khó khăn để sắm Tết. Điều tôi lo lắng nhất là công nhân được hỗ trợ sau khi mua hàng, tài khoản kích hoạt có dư nợ đến 5 triệu đồng. Người lao động mà lấy trong tài khoản đó để tiêu xài, không tính đến sau này thì sẽ phải trả lãi. Hậu quả sẽ rất phiền phức một khi công nhân vướng vào, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nên sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn, nên chúng tôi từ chối nhận hỗ trợ tiền cho gần 500 công nhân của công ty. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một trong các hội đoàn hoạt động bằng tiền ngân sách. Lâu nay, dư luận vẫn cho rằng hầu hết các tổ chức hội đoàn của nhà nước là các tổ chức hữu danh vô thực, sinh ra để đục khoét nhà nước và trở thành một gánh nặng cho xã hội. Nay người ta mới phát hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn hành thêm nghề mới, đó là đi lừa công nhân nghèo. Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn khẳng định rằng họ đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do đó, công luận đặt câu hỏi, Đảng có biết rằng cánh tay nối dài của họ đang dùng tiền thuế của nhân dân để đi lừa giai cấp mà các ông nhân danh đại diện hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay, khi tổ chức cánh tay nối dài đói ăn, ăn thịt cả giai cấp ưu tú của Đảng. Có hay không Tổng Trọng dở chứng để trái lệnh thiên triều? Trước ngày tưởng niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, dư luận mạng xã hội đã thất vọng và cằn nhằn rằng vì sao truyền thông nhà nước không mảy may nhắc đến sự kiện đau lòng này. Nhưng giới quan sát và công luận bất ngờ khi sau ngày kỷ niệm kể trên một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Bộ Ngoại giao của Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 74. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 20 tháng 1 đã đưa tin với tiêu đề Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974. Bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết ngày 20 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thị Thu Hằng tuyên bố như sau: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ thứ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Đồng thời, bà Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh các hành động sử dụng vũ lực không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi thực sự thật rằng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam đã sử dụng cụm từ Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong đó, báo chí sử dụng cụm từ chiếm đoạt là một từ có hàm ý tố cáo mạnh mẽ so với cưỡng chiếm hay đánh chiếm thường được dùng trước đây. Nhưng từ chiếm đoạt cũng có thể hiện cho thấy sự vô trách nhiệm cũng như sự thông đồng của những người cộng sản miền Bắc Việt Nam trước, trong và sau sự kiện Hoàng Sa. Cụ thể, tại cuộc đối thoại với các nhà khoa học Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2014 khi đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra một tuyên bố vô trách nhiệm khi cho rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, tờ báo Dân Việt vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 cũng có bài viết Tổng Bí thư, nếu đụng độ trên biển ta cũng ngồi đây được không? Theo tờ báo Dân Việt, sáng ngày 8 tháng 12 năm 2014, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các đại biểu Quốc hội tại Hà Nội tổ chức bầu cử số 1 đã có cuộc gặp tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 vừa diễn ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trả lời xanh dần vấn đề Biển Đông như thách thức cử tri cả nước. Ông nói, nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không? Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc mới đây đã trả lời Đài Á Châu Tự Do khi được hỏi, nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì tài liệu về chủ quyền của Việt Nam có đứng vững về mặt công pháp quốc tế hay không? Ông Phúc cho biết như sau, nói về mặt lịch sử, Việt Nam có đầy đủ thư tịch, có đầy đủ các văn kiện của các nước nhà nước phong kiến trước đây, cũng như thời kỳ quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi ra tòa án quốc tế, người ta sẽ xét trên những điều kiện thực tế. Ông Đinh Kim Phúc cho biết thêm, nếu Việt Nam không có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về chủ quyền của mình dựa trên công pháp quốc tế thì e rằng dù Trung Quốc có đồng ý ra tòa thì chưa chắc Việt Nam có thể thắng kiện. Mà đã kiện về chủ quyền lãnh thổ không thắng thì đồng nghĩa với thua. Như vậy, chỉ có mất trắng. Các chuyên gia về Biển Đông đều đồng thuận ý kiến nêu trên của ông Đinh Kim Phúc và thống nhất rằng một trở ngại khiến Việt Nam không kiện Trung Quốc, hoặc có kiện thì rồi cũng chắc chắn thua, bởi công hàm Phạm Văn Đồng vẫn là một khúc xương khó gặm nhất trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam. Ông Bộ trưởng Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Từ Nguyên. Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam sau một ngày so với kỷ niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa mới lên tiếng cho thấy đây là một tuyên bố hoàn toàn bất thường vào thời điểm hết sức xít xao và dường như không có sự chuẩn bị trước. Điều đó có liên quan gì đến vị thế và quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không? Trong lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn bị đánh giá là một phần tử thân Bắc Kinh và do Bắc Kinh dựng lên cũng như giật dây. Theo giới phân tích, một khả năng có thể đó là ông Tổng Trọng năm nay đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu đã hết giá trị sử dụng. Việc Trung Quốc công khai ủng hộ để Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay thế ông Trọng có thể khiến ông Tổng Bí thư phật ý và đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao có những phản ứng tới mức bất nước đổ đi, không bao giờ lấy đẩy trở lại. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Có hay không Tổng Trọng giở chứng để trái lệnh thiên triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de